Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn. Nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn là người thèm làm người tử tế thông qua các vai diễn. Hơn 20 năm sống bên nhau, giờ tôi mới nhận ra lấy vợ cùng nghề là hạnh phúc lớn nhất. Đơn giản vì cùng ăn cơm lính, cùng ở môi trường lính, cùng nhau đi công tác. Chúng tôi hiểu nhau đến mức nếu có giận nhau, người kia im lặng là kẻ còn lại hiểu đối phương cần gì, nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn bày tỏ. Tìm đến nhà hát kịch Quân Đội ở khu Văn Công Mai Dịch, hỏi vợ chồng Minh Tuấn, Ngọc Thư thì người dân xung quanh khu vực ai cũng biết. Đơn giản là vì hàng ngày thì anh chị cùng nhau đến cơ quan rồi lại cùng nhau về nhà, đi lưu diễn cũng sát cánh bên nhau. Nhưng khi được hỏi, lúc nào cũng kè kè như thế không chán sao, nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn cười. Chán sao được, thậm chí còn thích ấy chứ. Trong làng kịch, Minh Tuấn được gọi với biệt danh cái mặt không chơi được là bởi anh chuyên đóng vai phản diện. Các đạo diễn truyền hình cứ nhìn thấy anh là ấn luôn vào những vai từ đều đến cực đều. Hạnh phúc là khi được mọi người nhớ đến những vai diễn của mình, nhưng phiền toái cũng lắm. Vợ anh, chị Ngọc Thư là phó giám đốc nhà hát kịch Quân Đội tâm sự. Có lần, hai vợ chồng cùng đoàn diễn xong một vở kịch ở trường đại học sư phạm. Đến phần giao lưu, chị rất bối rối khi có một sinh viên hỏi thẳng. Chồng anh ấy rõ là không tử tế, chị lẽ anh ấy có phải chịu khổ không? Chị đã đành phân tích. Anh Tuấn ngoài đời và trên sân khấu hoàn toàn khác nhau. Lần khác, hai vợ chồng chở nhau ngoài đường, có người vọt xe lên rồi chép miệng. Chồng sinh thế mà lấy cái thằng đều vậy. Những buồn vui trong nghề kể không hết, nhưng anh Tuấn bảo nếu nói về kinh nghiệm diễn xuất, anh bái phục vợ. Anh đã kể ngay từ năm 1981, khi đi thi tuyển vào đoàn kịch Tổng cục Chính trị, anh đã chết ngay bởi cái nhìn đầu tiên. Đoàn kịch của anh nổi tiếng có rất nhiều diễn viên nữ xinh xắn, nhưng chả hiểu sao anh kết chị luôn vì con bé ấy có đôi mắt đẹp thế, lại diễn xuất tốt thế chứ. Hóa ra nàng là con nhà nòi, có bố cũng là diễn viên. Còn chị Thư khi ấy cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về anh, thậm chí còn có phần ác cảm bởi khi diễn tiểu phẩm thể hiện thí sinh trúng tuyển, anh đã cầm đạo cụ là cây đàn mà khi diễn chả sử dụng gì đến đạo cụ. Chị Ngọc Thư đã bảo diễn dở ẹc thế mà cũng trúng tuyển chứ. Thế mà phải duyên phai số, năm 1989 anh chị làm đám cưới sau 7 năm yêu nhau. Đám cưới thời bao cấp, quà tặng chủ yếu là phích nước, khăn mặt, chậu thau. Bao nhiêu năm rồi, những món quà ấy anh chị vẫn giữ lại được và hiện giờ vẫn sử dụng như những kỷ niệm không thể quên. Minh Tuấn đã chia sẻ về chuyện nghề diễn viên, ăn cơm lính, phục vụ lính nên có thời gian anh chị phải đi xa 3 tháng liền. Những năm 1989, 1990, sân khấu kịch phát triển. Cả hai vợ diễn đều không thể mất và lời thề thứ 9, đoàn diễn đi diễn lại mà khán giả vẫn đông nghịt. Đáng nói là cả hai vợ đó, anh Tuấn và chị Thư đều đóng vai chính. Thời điểm đó cũng là lúc bọn mình sinh bé đầu, cháu 11 tháng thì hai vợ chồng phải đi diễn hết quân khu này đến đơn vị khác. Không thể đem theo con đi được, Thư đã phải cai sữa sớm. Vậy mà hết chuyến công tác, về nhà thì con không theo Thư nữa. Cô ấy đã đứng lặng người, khóc rấm rứt. Sau này khi cháu 3 đến 4 tuổi rồi, mỗi lần bố mẹ đi công tác về phải dỗ dành con mãi, cháu mới theo. Những lúc như thế, cả hai vợ chồng đều thấy tủi, anh Tuấn kể. Trò chuyện hồi lâu, Minh Tuấn đã trầm ngâm. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào mà giờ anh chị đã lên chức ông bà ngoại rồi đấy. Hỏi anh, hơn 20 năm sống với nhau, có khi nào anh chị giận nhau, nghệ sĩ Minh Tuấn chia sẻ. Giận thì có giận, nhưng đó là hồi trẻ thôi. Bà xã không bao giờ ghen vì hiểu tính mình rồi, nhưng thi thoảng thì cũng làm mình làm mẩy vì mình không lãng mạn, không biết nói lời có cánh. Trong khi đó phụ nữ lại hay mê lời nói hay. Những lúc đó thì mình bảo Ngọc Thư, chúng mình già rồi, giận nhau làm gì để con cái chúng nó cười cho. Được cái tính của chị Thư hay quên, chẳng để bụng chuyện gì. Những khi lễ Tết, chỉ cần chị ra lệnh làm gì là Minh Tuấn tuân theo răm rắp, từ việc vào bếp, rửa chén hay thậm chí lên kế hoạch để cả gia đình đi du lịch, thăm thú hay ăn ở nhà hàng. Đặc biệt, Diễn viên Minh Tuấn cho biết thêm, giống như những gia đình khác, anh thấy hạnh phúc nhất là khi lấy vợ cùng nghề. Vợ hiểu mình, chúng tôi hỏi, mỗi khi đóng cảnh nhạy cảm, có khi nào anh sợ chị Thư ghen không? Nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn cười hề hề, mình có làm gì đâu mà ghen, và lại trên truyền hình, bà ấy có đóng nhiều cảnh nóng hơn mình ấy chứ. Nhưng được cái ai cũng hiểu, đời sống thực và trên sân khấu màn ảnh là hai cuộc sống khác nhau. Thế nên đôi khi đồng nghiệp trong đoàn có đùa vui, đêm qua lại cho vợ đi ngủ nhờ à? Mình chỉ cười, sao không, đi ngủ nhờ mà được tiền thì cứ cho đi mãi. Trước khi chia tay, như còn điều gì chưa kịp nói, nghệ sĩ Minh Tuấn đã phân trần. Nói thực là cả đời diễn vai phản diện rồi, giờ mình thèm một vai chính diện lắm đấy. Đấy là lý do mà lâu lâu rồi mình không nhận vai đều đều nữa. Chờ một vai lành lành, hiền hiền để thành người tử tế dù chỉ một phút trên màn ảnh nhỏ thôi. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.